Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Anh Thư, công tác trong ngành y được hơn 10 năm nay. Hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn một giải pháp để có thể kiểm soát được cân nặng một cách tốt nhất. Tăng cân quá mức là vấn đề của toàn cầu. Hiện nay đang được xem là một trong những vấn nạn của thế kỷ 21 bởi sự gia tăng nhanh chóng cũng như những cái hệ quả nghiêm trọng về sức khỏe và gánh nặng bệnh tật mà nó gây ra. Các bạn biết không, hơn 1,9 tỷ người trưởng thành hiện nay đang mắc rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Và cũng chính từ cái vấn đề tăng cân này mà sức khỏe của mỗi người đang bị hủy hoại hàng ngày. Ngay bây giờ, chính là lúc bạn cần đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay đang sống trong một thế giới mà có thể có khả năng tiếp cận với nguồn thức ăn tới 24/7. Rất khó để quản lý cũng như theo dõi một lượng calo dung nạp hàng ngày nếu như bạn không có một sự tính toán cụ thể. Tổng quan mà nói thì một bữa ăn sáng nên cung cấp được khoảng 20-25% số năng lượng hàng ngày và một bữa ăn trưa hoặc ăn tối thì cần tầm khoảng 25-35% tổng năng lượng được dung nạp mỗi ngày. Tương đương một ngày nên nạp khoảng 2.000 kcal cho các bữa ăn, trong đó bữa sáng thường là 400-500 kcal, bữa trưa và bữa tối thường là 500-700 kcal. Và khi có nhu cầu giảm cân, bạn cần giảm cái lượng tiêu thụ calo đưa vào hàng ngày của mình. Nhưng lượng calo trong bữa ăn của một người muốn giảm cân nên là bao nhiêu? Khuyến cáo là không nên thấp hơn 1.200 kcal đối với nữ và 1.500 kcal đối với nam. Cách đơn giản nhất để kiểm soát lượng dung nạp calo hàng ngày mà không cần phải tính toán đó là chọn biện pháp thay thế cho bữa ăn. Biện pháp thay thế bữa ăn có năng lượng được tính từ 200-250 kcal. Nó phụ thuộc vào sự lựa chọn và các sản phẩm thích hợp với từng người. Sản phẩm thay thế bữa ăn được thiết kế để cung cấp khoảng một nửa lượng calo của một bữa ăn chính thông thường, giúp để giảm thiểu lượng calo mà chúng ta dung nạp vào mỗi ngày. Bạn có thể lựa chọn Meal Replace của Oriflame để hỗ trợ cho việc kiểm soát bữa ăn của bạn. Đó là sản phẩm để dùng thay thế cho bữa ăn, được thiết kế với lượng calo và chất dinh dưỡng được kiểm soát, sử dụng để thay thế bữa ăn nhằm mục đích giảm cân hoặc duy trì cân nặng sau khi đạt được cái cân mà mình mong muốn. Với chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với thể dục, thay thế bữa ăn là một giải pháp an toàn, tiện lợi và lành mạnh, giúp đạt được mục tiêu quản lý cân nặng và duy trì chúng trong một thời gian lâu dài. Nếu chúng ta không lên kế hoạch tốt thì cái chế độ ăn kiêng có thể dẫn đến việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, chất xơ, chất béo có lợi, vitamin và khoáng chất. Điều này có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Phương pháp thay thế bữa ăn có thể đáp ứng đầy đủ chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. Chúng giúp việc chuyển hóa các chất dinh dưỡng và các hoạt động sinh hóa trong cơ thể được diễn ra nhịp nhàng, mang đến tác động tích cực cho sức khỏe tổng thể của cơ thể. Chúng được dùng để thay thế bữa ăn, do đó các sản phẩm này đều phải đáp ứng được những cái tiêu chí cụ thể về năng lượng và thành phần dinh dưỡng. Liên minh châu Âu đã đưa ra các hướng dẫn nghiêm ngặt đối với các phương pháp thay thế bữa ăn để đảm bảo đây là những sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả cho cả việc giảm cân và duy trì cân nặng. Chúng được nghiên cứu và tạo ra dựa trên khoa học, giúp cung cấp các chất dinh dưỡng cần có cho cơ thể như một bữa ăn nhưng lại có lượng calo thấp hơn theo Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu. Tiêu chí để thay thế cho một bữa ăn thì cần phải đảm bảo. Thứ nhất, về mặt năng lượng thì một bữa ăn thay thế không được ít hơn 200 kcal và không được vượt quá 250 kcal cho một bữa ăn. Thứ hai, các chất thay thế bữa ăn để kiểm soát cân nặng không được thấp hơn 25% và không được nhiều hơn 50% tổng năng lượng từ protein. Thứ ba, không được quá 30% năng lượng của chất béo và không ít hơn 1g axit linoleic, tức là axit omega 6 mà chúng ta thường được nghe. Thứ tư, phải cung cấp được ít nhất 30% giá trị tham chiếu trong chế độ ăn uống đối với người lớn về vitamin và khoáng chất. Sản phẩm thay thế bữa ăn để kiểm soát cân nặng chỉ nhằm mục đích sử dụng như một phần của chế độ ăn giảm calo. Như vậy thì biện pháp thay thế bữa ăn giúp đạt được các mục tiêu kiểm soát cân nặng như thế nào? Một trong những rào cản của giảm cân là chúng ta không có thời gian để chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh. Do đó, sản phẩm thay thế bữa ăn giúp bạn có thể dễ chuẩn bị, tiện lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian. Và cũng là một cách để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi lượng calo đưa vào trong ngày. Ngoài ra, sản phẩm còn cho phép chúng ta kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày. Nếu chúng ta duy trì một cách điều độ và chặt chẽ thì sẽ giúp cho chế độ ăn kiêng của mình điều độ, giúp cho kiểm soát năng lượng và các cơn đói, đồng thời vẫn đảm bảo về mặt dinh dưỡng. Hơn nữa, việc tăng cường tuân thủ chế độ ăn ít calo với việc lập kế hoạch ăn kiêng, sản phẩm còn tạo cái cảm giác no lâu bởi vì công thức của thực phẩm thay thế bữa ăn có
có thể có nhiều protein và chất xơ. Sản phẩm còn giúp tạo cảm giác no lâu do các công thức của thực phẩm thay thế bữa ăn có nhiều protein và chất xơ có thể giúp cho cơ thể chúng ta no lâu hơn và làm giảm cảm giác thèm ăn. Như vậy thì giải pháp thay thế bữa ăn Meal Replacement của Oriflame có những cái lợi điểm gì? Thứ nhất là nó có thể cung cấp cho chúng ta những bữa ăn thay thế giàu chất dinh dưỡng, protein và chất xơ. Thứ hai, nó có hương vị thơm ngon với hai mùi vị dễ dàng lựa chọn, đó là sô-cô-la và vani. Thứ ba, nó còn chứa protein thực vật, đậu và đậu pha ba. Khi trộn với sữa hoặc với sữa đậu nành thay thế, một khẩu phần có thể bổ sung tới 20g protein, 4,5 đến 6,7g chất xơ và inulin từ rễ của rau diếp xoăn. Và đặc biệt, sản phẩm còn có thể cung cấp 23 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các thành phần chất lượng cao của sản phẩm. Công thức chất lượng cao được lấy cảm hứng từ chế độ ăn kiêng Bắc Âu và dựa trên khoa học giúp các bạn dễ dàng đạt được và duy trì mục tiêu cân nặng của mình. Sản phẩm được làm từ các nguồn gốc thực vật tự nhiên, thành phần gồm có protein. Trong sản phẩm thay thế bữa ăn chứa đậu và protein từ đậu pha ba là hai loại protein có nguồn gốc thực vật bền vững, chứa tất cả các axit amin thiết yếu phổ biến trong chế độ ăn kiêng Bắc Âu, một chế độ ăn uống nổi tiếng với các thuộc tính lành mạnh và có liên quan đến nhiều lợi ích của cơ thể. Khi pha với sữa bò với thể tích 250ml hoặc sữa đậu nành với thể tích 310ml, hàm lượng protein chất lượng cao sẽ được tăng thêm. Protein thúc đẩy cảm giác no, giúp duy trì khối lượng cơ và xây dựng sức khỏe. Kết hợp giữa một chế độ ăn uống giàu protein cùng với tập luyện thể dục đúng mức thì giúp chúng ta tổng hợp cơ, tăng cường sức khỏe và thúc đẩy quá trình giảm mỡ. Điều này đặc biệt quan trọng khi ăn kiêng hoặc duy trì kết quả giảm cân. Thứ hai, sản phẩm rất giàu chất xơ. Thực phẩm thay thế bữa ăn với công thức giàu chất xơ bao gồm các chất xơ từ nguồn gốc tự nhiên như chất xơ từ đậu pha ba, chất xơ hòa tan từ ngô và chất xơ prebiotic inulin từ rễ của rau diếp xoăn. Được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe, chất xơ giúp bổ sung lượng lớn và chế độ ăn giúp cho tiêu hóa dễ dàng hơn và chống táo bón, giúp chúng ta có cảm giác no lâu. Và chế độ ăn nhiều chất xơ thì có thể làm giảm nguy cơ của bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và một số loại bệnh ung thư. Inulin là một chất xơ prebiotic giúp thúc đẩy đường ruột hoạt động tốt và giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Thứ ba, sản phẩm có chứa những cái chất béo có lợi hay chúng ta hay còn gọi là chất béo không bão hòa. Thực phẩm thay thế bữa ăn chứa dầu hướng dương là một nguồn chất béo lành mạnh, cung cấp axit béo thiết yếu, axit linoleic và nó rất có lợi cho sức khỏe của tim mạch. Thứ tư, sản phẩm cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Sản phẩm thay thế bữa ăn cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng của bữa ăn, bao gồm 23 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu đã được chứng minh giúp hỗ trợ cho sự trao đổi chất, não, thị lực, xương và sức khỏe toàn diện của cơ thể. Các chất cần thiết cho chế độ ăn uống này giúp bảo vệ các tế bào khỏi stress oxy hóa, giảm mệt mỏi, hỗ trợ sức khỏe miễn dịch và hỗ trợ cho nguồn năng lượng và trao đổi chất. Thứ năm, sản phẩm chứa chất tạo ngọt tự nhiên. Sản phẩm thay thế bữa ăn có chứa stevia là một chất làm ngọt tự nhiên có nguồn gốc thực vật và thay thế cho đường, nó hoàn toàn không chứa calo. Trong công thức không bao gồm chất làm ngọt nhân tạo hoặc thêm bất cứ loại đường nào. Thực phẩm thay thế bữa ăn là cách hoàn hảo để thay thế những bữa ăn chính như bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối khi bạn cảm thấy cần phải kiểm soát cân nặng của mình hoặc muốn có một bữa ăn hoàn chỉnh nhưng vẫn tiện lợi khi phải di chuyển hoặc khi cuộc sống quá bận rộn. Vậy thì khuyến nghị sử dụng như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng 1-2 lần mỗi ngày, pha với sữa bò hoặc sữa đậu nành thay thế. Nó chứa 21 phần ăn cho mỗi hộp. Ngoài ra, sản phẩm thay thế bữa ăn có nguồn gốc từ thực vật và được chứng nhận bởi Hiệp hội Thuần Chay. Người ăn chay trường vẫn có thể sử dụng sản phẩm này khi kết hợp với sữa đậu nành. Và các ưu điểm của thực phẩm thay thế bữa ăn gồm có: nó không có chứa chất biến đổi gen, không có chất tạo màu nhân tạo, chất bảo quản hoặc chất tạo ngọt, không chứa gluten và không thêm đường, với thành phần có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên. Sau đây mình xin hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Thông thường với mỗi khẩu phần thì chúng ta sử dụng một nắp đầy như thế này, nó tương ứng với 25g. Nếu dùng với sữa đậu nành thì chúng ta thêm vào 310ml. Hoặc có thể các bạn có thể dùng sữa bò thì sữa bò chúng ta chỉ dùng với lượng 250ml.
sau đó lắc đều. Và thưởng thức. Sản phẩm có hương vị thơm, béo và rất là dễ uống. Hy vọng với cách sử dụng đơn giản như vậy thì chúng ta có thể kiểm soát thành công cân nặng của mình. Với mục tiêu giảm cân thì chúng ta thay thế 2 trong 3 bữa ăn chính bằng meal replacement. Thay thế 2 bữa ăn hàng ngày của chế độ ăn hạn chế năng lượng bằng các meal replace sẽ góp phần làm chúng ta giảm cân. Đảm bảo rằng 1-2 bữa ăn khác dựa trên thực phẩm được cân bằng dinh dưỡng và kiểm soát lượng calo đưa vào. Đảm bảo duy trì đủ lượng nước hàng ngày.